Luật rừng là tờ giấy vụn với vài ký tự, nhưng có giá lên đến vài triệu đồng. Tờ giấy thông hành để lâm tặc được tự do vào rừng đốn hạ cây. Luật rừng cũng được tạo nên ngay bãi tập kết gỗ ngoài bìa rừng thế này. Một bãi tập kết gỗ rộng lớn do người phụ nữ này quản lý, muốn mua gỗ chót lọt bắt buộc phải qua đây. Và lẽ đương nhiên phải có tiền lót tay. Anh muốn qua bốc hàng á, thì mỗi xe một trái. Vậy chị giới thiệu luôn cho em cò xe gỗ qua các cặp chốt tiếp theo luôn đi. Anh, cái xe mà 2 tấn rưỡi đó, anh lo đường từ hộp xếp mình qua tới trộm có là bao nhiêu vậy anh? Ngay lập tức, mắt xích tiếp theo được tiết lộ. Giờ mua đường qua các trạm từ huyện Esup về tới Buôn Đôn thì hết bao nhiêu tiền? Riêng Esup không, nếu mà xe là đồi 1 triệu, kinh tế 1 triệu, giao thông 300, rồi là hạt 1 triệu. Qua bên kia chỗ triệu 2, lên trên lô cái chỗ hạt cứ mới ngã 800 nữa, là mới cầm quá đến đó là bạc tính là 6-7 triệu rồi. Và để được cò mách nước bước đi cho mình, thì lái buôn gỗ sẽ tiếp tục phải mất thêm vài triệu đồng. Sau khi qua các cò, những chiếc xe tải từ 2 tấn rưỡi đến 5 tấn tất bật bốc gỗ xuyên đêm, để sáng sớm hôm sau, những chiếc xe chở gỗ đã được xếp đầy. Vâng, thưa quý vị, sau khi gỗ được chất đầy lên những chiếc xe tải như thế này, chúng được che chắn một cách cẩn thận và cuộc hành trình của gỗ lại bắt đầu tiếp tục. Đây là cung đường xe chở gỗ trái phép hoạt động nhộn nhịp nhất ở tỉnh Đắk Lắk. Để chuyển gỗ từ bãi tập kết Ea Súp về thị xã Buôn Hồ, có hai đường chính với chiều dài tương đương nhau. Đường đi thứ nhất là theo quốc lộ 29, đường đi thứ hai là đường liên huyện, liên xã. Con đường này vốn gập ghềnh, khó đi và mất nhiều hơn một tiếng đồng hồ để di chuyển so với đường kia. Thế nhưng, cánh tài xế chở gỗ trái phép phần lớn lại chọn con đường thứ hai này. Lý do là vì đường này ít trạm kiểm soát lâm sản hơn và tất nhiên sẽ tốn ít chi phí mãi lộ hơn. Cuộc hành trình của gỗ chưa dừng lại, những thủ tục và điều kiện sắp tới còn nhiều hơn thế.